Hello, xin tất cả anh em nha. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube chuyên về hàng nội địa và âm thanh bãi của Nhật Audio. Trong video hôm nay thì Nhật sẽ mang đến cho anh em mà một cặp loa đến từ thương hiệu nội địa của Nhật Bản là Pioneer. Và con này sẽ có tên model là CSA77. Đây là một cặp loa mà chỉ ở phân khúc giá bình dân thôi anh em ạ. Nhưng mà chất âm của nó vẫn là cực kỳ hay và tuyệt vời và được rất là nhiều anh em ưa chuộng. Và con này phải nói là một trong những cặp loa mà tương đối là hiếm khi bà hè đấy mà. Lần cuối mình làm thì cũng phải nói là hơn một năm trước rồi đấy mà. Con này là hàng mà mình vừa mới về thôi. Về hình thức còn rất là mới đẹp tinh tươm. Đây mời anh em cùng xem qua về hình thức cặp loa này. Đây, con này là hàng về vuông thành sát cạch nha anh em. Không có tì vết. Cặp loa này nó sẽ có thiết kế là thùng gỗ nha anh em. Và thiết kế này nó sẽ có bao gồm hệ thống là 3 loa, 3 đường tiếng. Còn bên đây sẽ là ớt căng trong sản phẩm này. Và ớt căng thì nó là bằng vải lưới nha anh em. Và ở bên dưới nó sẽ có in logo thương hiệu là của Pioneer. Còn trên thùng loa thì nó cũng sẽ có in tên thương hiệu và tên model CSA77. Đây, mời anh em cùng xem qua về cấu trúc hệ thống 3 loa trong sản phẩm này. Bao gồm là một loa bass 25, bass giấy, viền vải. Và con này anh em thấy là cái khung nhôm nó phải là cực kỳ là chắc chắn nha mà. Thiết kế những cái khung nhôm của này mình đánh giá rất là cao nha anh em. Đây, một loa chung giấy và một loa chép giấy anh em. Đây, cái viền nhôm nó mình thấy nó làm rất là đẹp nha mà, tạo cảm giác là đối xứng với nhau giữa các loa. Còn đây là sẽ là một cái lỗ hơi anh em. Còn đây là những cái lỗ mà anh em sẽ cắm ở căng vào. Đây mà anh em cùng xem qua bờ thông số của cặp loa này. Đây, đầu tiên anh em sẽ thấy là sản phẩm thì sẽ trang bị ra hai cặp loa nha anh em. Cái sỏ dây cũng rất là dễ dàng. Đây là tem Pioneer CSA77. Con này trở kháng là 8 ohm. 8 ohm là mức trở kháng mà phù hợp với tất cả cặp loa trên thị trường hiện nay anh em. Tất cả cặp loa đều có âm ly, đều có trở kháng là 8 ohm này. Và công suất là 70W nha anh em. Hàng chuẩn là made in Japan. Và Nhật sẽ để lại cho anh em con này một mức giá cũng rất là tốt luôn anh em à. Chỉ với 7 triệu đồng thôi. Và nếu anh em mua thì anh em phải liên hệ trực tiếp với Nhật qua số điện thoại hoặc qua Zalo để được tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất. Và bây giờ Nhật sẽ test luôn về chất âm cặp loa này. Mời anh em. Trên dốc đá tôi tình cờ quen bên nhau, gọi tên nhau để rồi xa nhau. Em đã đến và đã đến nhà mây như cánh chim bay qua bầu trời. Ôi hình hài một vài giờ tôi muốn nói lên trọn lời em. Kề tai em bằng con tim một người yêu em. Trưa nắng cháy sửa gió núi sâu sóng khơi tan vỡ mau nên tôi nghẹn ôm cuộc đời vạn phần. Kỷ niệm đến đâu tôi đưa
ai đây và tìm ai đây. Nghe núi tiếng gào thét giữa muôn sóng khơi, nghe trái tim rung lên bồi hồi, mong gì gặp lại lần thứ hai. Chất âm của piano CSA77 mình đánh giá cực kỳ tuyệt vời, nhưng mà đặc biệt về giải P của con này nghe phải nói là cực kỳ đã luôn em. Nó xuống rất là sâu, rất là trầm, như là âm của những cái cặp loa súp vậy anh em à. Mình rất thích giải bass mà nó trầm mà nó sâu như con này. Anh em phải mà thưởng thức những bản nhạc vàng thì phải nói hết sảy anh em. Trap con này khỏi phá bàn, nhưng mà rất là bén, nghe leng keng tí tắc, rất là thích tai. Đây là một cặp loa mà nó là rất là nổi tiếng mà hiếm khi bờ hàng ở trong phân khúc giá bình dân, nên anh em muốn mua anh em có thể nhanh tay mà alo cho Nhật để được tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất. Rồi ok, nếu anh em thấy sao về cặp loa này thì hãy để lại một bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn anh em đã dành rất là nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Audio. Nếu anh em thấy video hữu ích thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ những audio nhé. Xin chào và hẹn bạn em trong những video lần tới. Bye.